Vợ Duy Mạnh bụng bầu vượt mặt vẫn ra sân cổ vũ chồng. Vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh dù đang mang bầu vẫn ra sân vận động để cổ vũ chồng thi đấu. Gia đình Duy Mạnh sau trận đấu, ảnh Bảo Bình. Nguyễn Quỳnh Anh, vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh xuất hiện trên sân hàng đẫy trong trận câu lạc bộ Hà Nội thắng 1-0. Nam Định tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Sau trận đấu, mẹ bầu Quỳnh Anh cùng con trai xuống sân để chờ Duy Mạnh. Đang khoác diện váy trắng rộng rãi nhưng vẫn để lộ bụng bầu khá lớn. Dù vóc dáng cũng đã có chút thay đổi nhưng gương mặt của công chúa béo vẫn giữ được nét tươi tắn, xinh đẹp. Trước giờ thi đấu, Quỳnh Anh cũng vui mừng tiết lộ con trai vừa được xuất viện, còn mạnh khỏe khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh Anh đưa con trai ra sân để đón Duy Mạnh về nhà. Hồi tháng 5, vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh thông báo tin vui đến người hâm mộ. Ở sắp có em rồi, thêm một thành viên nữa sắp về đội trên trang cá nhân. Trước đó, từ tháng 4, vợ của trung vệ sinh năm 1996 đã vướng nghi vẫn mang bầu. Cặp đôi này chính thức về chung nhà từ năm 2020. Hiện tại, con trai đầu lòng của cặp đôi cũng đã được gần 3 tuổi. Duy Mạnh vẫn đang giữ phong độ ổn định khi thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, còn Quỳnh Anh. Dù đang có bầu, nhưng vẫn cùng chị gái là Huyền My, vợ của tiền đạo Văn Quyết thường xuyên bán hàng online. Bên cạnh đó, cô nàng còn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm thi đấu.